Xin kính chào quý đại gia đình ạ. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Này Sang tiếp tục có một kiện hàng từ Nhật gửi về cho Sang ha. Đây là những con máy cưa mà tuyển chọn được cả nhà tin dùng, thương tình ủng hộ ha. Những dòng bên máy cưa bên Sang thì cố gắng tìm kiếm những con máy đẹp nhất gửi đến đại gia đình mình ha. Giờ Sang xin kính chúc quý đại gia đình mình nhiều sức khỏe, các bác nông dân được mùa bội thu nha. Và đây giờ Sang sẽ tiến hành cắt bọc nha các bạn. Con G4/10, con G này đẹp nha các anh. Nhìn cái lam tuyệt vời luôn, quá đẹp đó, ao luôn, mới chát luôn đó. Về nguyên bản như thế này Sang sẽ tiến hành vệ sinh sau ha. Máy này quá đẹp, các anh nào bữa giờ chờ G410 whip đỉnh thì hôm nay được con G410 whip đỉnh dành cho các anh nha. Đây, ốc ác đồ nguyên bản hết, chưa có tháo gì hết ha. Ở chút xíu nữa Sang tháo ra, Sang vệ sinh sạch đẹp cho các anh nha. Giờ xem cái lọc gió bên trong coi nó đẹp như thế nào. Máy đẹp quá. Còn trắng tinh cái lọc luôn men ơi. Đây, mình sang in warm rồi, chưa đóng bụi nữa kìa. Quá đẹp, tuyệt vời luôn ha. Bữa giờ anh nào mà chờ đợi thì quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ Sang sẽ tháo vệ sinh, mời các anh xem nha. Và thì cả nhà đã cùng Sang tiến hành cắt bọc của con G410 này nguyên bản ha, từ Nhật tiễn chọn về. Thì như cái nhà thấy máy móc thì sau khi mà Sang đã vệ sinh sạch đẹp thì như cái nhà thấy máy nó còn rất là đẹp, rất là mới. Và những con máy này rất là có giá trị sưu tầm, giá trị về máy luôn ha. Đó, bên Sang sẽ cố gắng nhờ động lực của cả nhà đã tìm kiếm được những con máy này. Và những con máy này Sang cũng nói luôn, Sang mua cũng không có hề rẻ ha. Nên cả nhà cứ tham khảo chi tiết từng một hãng con máy và tham khảo các anh em khác họ bán, rồi hả liên hệ với Sang cái giá ha. Những con máy này thì Sang sẽ không báo giá trên đây, nên cả nhà cứ tham khảo rồi hả liên hệ với Sang, rồi mình chốt lại con cái giá coi nó có hợp lý, nó phù hợp với con máy này không ha. Đó, tránh tình trạng mình chưa có hiểu về máy mà mình cứ xăm xăm là con máy đó nó thị trường nó giá đó sao bán mắc hơn ha. Đó, các anh cứ tìm hiểu nó như thế nào đi rồi hả liên hệ. Rồi thì đây là con 410 tuyển chọn bên Nhật về, hàng tuyển chọn thì không có chỗ nào mà chê trách được hết cả nhà. Đó, hàng đã qua sử dụng của Nhật nha, mà nè, cái độ đẹp của nó nè còn ha. Và bên Sang vệ sinh rất là kỹ nha, vệ sinh nó chính tay Sang vệ sinh nè, cả nhà thấy được cái độ bóng của nó nè. Cả nhà mua những con máy này thì cũng đâu có thua gì một con máy mới đâu, thua ở đây là thua một con máy người ta đã dùng rồi, nó dùng lướt qua rồi, được cái là giá thành nó sẽ rẻ hơn nhiều, rất là nhiều so với con một con máy mới nha. Đây các anh thấy cái lượt in của nó nè, nắp e nè, đẹp không, có màu đỏ rất là đẹp. Đây đó, chạy xước là chuyện đó là chuyện bình thường nha cả nhà, hàng đã qua sử dụng mà. Cái này á về Việt Nam mình thì nó rất là quý, nhưng mà đối với người ta họ bản này là chỉ là cái máy thôi, nó chả có là cái giống gì hết, nó chỉ là cái máy thôi, nên họ xài theo cái cách của họ. Mình về đây thì Sang trân trọng, Sang rửa từng chi tiết hết nè. Nó có bị cắn chỗ này ha, nó bị nứt là nhẹ chỗ này nhưng mà nó không ảnh hưởng bên trong đó, nó chỉ mềm ngoài thôi không sao. Đây nữa nè, cả nhà thấy dây giật kim của nó nè đó, còn ok ha, trắng tinh nè. Đây nhà thấy rất là đẹp nha, nè, da băng nè đó, Genhon da băng Nhật nè, dây giật của nó nè, cả nhà thấy nó con 410 này nó còn luôn một cái miếng cao su ha. Đó, những cái máy nào mà xài nhiều là nó sẽ bị mắc, có thể là bị mắc. Điển hình như mấy con máy này thì còn tuyệt vời luôn, nó miếng ron cao su này rất là đẹp nha. 410 tem bọng gì zin hết nha. Đó, tem zin nha, tem zin theo máy hết nha. Trên thị trường bây giờ vẫn có tem lô nha cả nhà, có tem lô, có tem mới họ sẽ dán vô. Sang thị trường nữa Sang sẽ tham khảo những dòng tem đó, rồi Sang sẽ lấy cho cả nhà mình một vài mẫu cho cả nhà mình tham khảo ha. Đó, cái con máy có giá trị thì nó giá trị từng con ốc luôn á, từng cái tem luôn, giống như
Các anh giống như chơi một món đồ xe nè, hoặc là điện thoại, bất kể món đồ nào nếu mà đúng zin, đúng nguyên bản của nó thì nó có giá trị. Đó. Còn lai tạp thì cái đó thì là một cái chuyện khác nữa nha. Rồi, vô phần chính nè. Đây, phần chính của nó, cả nhà thấy được. Ốc này cả nhà thấy nè, cái màu vàng của nó nè, cả nhà thấy được cái màu óng ánh của nó luôn. Đó nè, thấy không? Cái con ốc của người ta thôi mà người ta làm vậy đó cả nhà. Cho cả nhà thấy được cái độ đẹp của nó nè. Qua lăng cả nhà thấy nó còn nhôm, nó còn sáng hới luôn. Nồng thì thôi rồi tuyệt vời. Một con máy nó sẽ lướt mà. Đây. Nè, khói nồng nè cả nhà thấy. Khói nồng nó đóng chưa hết luôn, bê tông cả nhà thấy nè, sẵn đây cho cả nhà xem cái bê tông luôn. Bê tông nè, trắng tinh nè, văng bê tông thì còn dành dạnh luôn nha. Đây. Sẽ xét vô cho các anh xem cái văng của trái bê tông. Đó. Văng của trái bê tông nè. Ok chưa? Quá đẹp. Tuyệt vời ha. Đó. Bên em làm thì chi tiết kỹ lưỡng cho các anh xem. Đây, Komatsu G410AV Made in Japan ha. Đó. Con này thì ở bên Nhật họ đã lên được đồng tiền rồi nên cả nhà dùng rất là sướng nha. Đồng tiền zin theo máy là hiện tại là 32 năm. Nhưng mà về thời gian cả nhà dùng đó, dùng hết xích zin của nó, cả nhà bỏ cái đồng tiền này ra, cả nhà đưa xích của thằng lớn vô, xích đại vô ha, mình dùng rất là sướng. Cái này thì các anh miền Tây thì quá rành những cái dòng này. Quá đẹp nha cả nhà. Đó. Đó. Sang thì bây giờ Sang sẽ giới thiệu từ đẹp tới Sang sẽ làm chi tiết rõ ràng cho cả nhà mình, chậm rãi cho cả nhà mình xem nha. Nhiều cái clip khách hàng các anh bình luận bên dưới đó, quay nhanh quá các anh theo dõi không kịp. Thì đây Sang sẽ làm chậm rãi nha. Con này thì công suất của nó đây nè. Đây. Đây cả nhà thấy độ đẹp của nó nè. G410AV. Đó. Công suất 39.9cc, Sang làm tròn 30 nha. Nặng 4,7 kg, nặng 4,7 kg là đầu máy nha. Cả lam sơn của máy thì nó tầm khoảng 6 kg, 6 kg ngoài ha. Máy móc rất là đẹp. Rồi không dài dòng nữa. Bây giờ Sang mời cả nhà mình tiến hành vô lắp ráp với Sang nha, cho nó hoàn thiện con máy, coi thử nó đẹp như thế nào ha. Rồi mời cả nhà cùng Sang lắp ráp. Qua thì cả nhà cùng Sang tiến hành lắp ráp con G410 này vô ha. Máy này quá đẹp cả nhà. Khi mà vệ sinh tổng thể rồi lắp ráp vô thì cả nhà thấy nè. Đó, ốc ác nè ha. Đây. Gần sôi ốc luôn nè. Đó, nè. Quá trời cái làm Komatsu nghe zin của nó luôn nha, làm thép đầu là tinh ha. Đây làm độ là tinh của nó nè. Còn xích này thì gần như là chưa dũa luôn nha, chưa có dấu dũa nha. Đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Con máy nó chạy rất là ít. Đó, nội kiếm được cái lam xích mà nó đẹp như thế này rồi nó đã khó rồi mà được nguyên con máy nữa, nguyên bản của nó. Nó thì rất là khó nha cả nhà. Đây cả nhà thấy ha, đẹp nha. Đó, máy này thì
đúng chuẩn là ghim từng con ốc luôn cả nhà thấy ha. Đó, cái anh nào mà đã xài G410 hoặc là 500 451 nhiều được, anh thấy ha, một con máy nó chuẩn, nó đẹp, phải gọi là quá đẹp, nguyên bản từ Nhật gửi về, nguyên bản của nhà sản xuất luôn ha. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành mời cả nhà mình nghe tiếng máy nổ, xem ơi nổ như thế nào mà người bán quảng cáo quá trời ha. Đây, máy chạy đó. Tiếng dòng Komatsu đặc biệt, những con máy quý với tiếng nghe rất là chắc, nghe gần như là không lỗi. Ok chưa, giờ nẹt cho cả nhà mình nghe nha. Chờ gì nữa cả nhà, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang, Sang sẽ báo giá cho cả nhà biết dòng Komatsu G410 này như thế nào và giá cả ha. Bên Sang những con máy VIP như thế này thì Sang sẽ không báo giá, trừ khi những con máy video tổng hợp Sang sẽ báo cho cả nhà mình ha. Còn những con máy VIP đỉnh như thế này thì cả nhà cứ tham khảo giá. Sang muốn là cả nhà mình tham khảo máy trước khi cả nhà mình tham khảo cái giá ha. Một con máy giá trị đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài. Đó, hàng phải nguồn gốc rõ ràng. Đó, nói là một lẽ nhưng mà thực tế làm được như Sang mới là một chuyện khác nha cả nhà. Đó, nói thì ai nói cũng được, ai làm ai nói cũng hay chứ. Mà làm được hay không là một chuyện. Rồi, video Sang đến đây thì tạm kết thúc. Hẹn gặp lại Đại Đình trong những clip và video tới. Ai chưa đăng ký kênh thì hy vọng đăng ký kênh, tặng cho Sang một lượt like và chia sẻ video này tới người thân trong gia đình mình đang cần một con máy cưa, điển hình là con G410 hôm nay ha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ạ. Bye bye.